Vòng đàm phán của Nga và Ukraine tại Istanbul mang tính xây dựng. Trưởng phái đoàn của Nga là trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Medensky đã tuyên bố Nga và Ukraine đã hoàn tất vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul và có kết quả mang tính xây dựng. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với phái đoàn của Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trưởng của phái đoàn trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medensky đã tuyên bố cuộc đàm phán với phía Ukraine đã kết thúc và mang tính xây dựng. Ông Medensky cho biết, phái đoàn của Nga tại Istanbul đã nhận được đề xuất của Ukraine để xem xét. Lập trường của họ đã được hình thành rõ ràng để đưa vào hiệp ước. Những đề xuất này sẽ được xem xét trong thời gian tới và sẽ được trình lên Tổng thống của Nga. Và Nga sẽ đưa ra phản hồi. Cũng theo ông Medensky, thì nếu hiệp ước được thực hiện nhanh chóng và thỏa hiệp đã được tìm thấy, thì khả năng thực hiện hòa bình sẽ trở nên gần hơn.